Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu một nhân vật trong Play Zombie, và đó là gì mình cũng siêu. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ tô luôn bức tranh này nhé. Ok, tôi tự dưng lười quá, mình đến vậy ngồi chơi suốt ngày lười lắm. Để mình hack về chơi cho nó mượt. Ok nha. Người tốt được không ạ? Ok. Ok, giờ cháu game gì mới mới nhỉ? Mình chơi giết thời gian. Mời tôi đi ạ. Rất là đẹp luôn. Ok. Mọi người tô được không ạ? Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Ok, mọi người tôi đi nào. No. Ok nha mọi người. Game này là game thể loại lẫn lộn nhiều anime này, cũng cả Attack on Titan. Đúng không? Đúng rồi, em. Nhưng mà nó tổng hợp nhiều loại anime game. Đây là phiên bản game Titan, nhìn cái vật hãng đây. Đây, là tay ăn Titan phiên bản game. Ý là vai có luôn hả? Đó hả? Đây là gì vậy? Tôi đang phê happy nước ngoài. Ok nha mọi người. Tôi đang có bản có thể có Titan bộ Queen này. Nó kể được. Ok. Và đây chính là bức tranh của mình trước khi mình đã hoàn thành nha mọi người. No. Mình có thể tham khảo cho bức tranh của mình để câu hỏi mọi người có thể tự sáng tạo theo thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye. Ừ. Ok.
Ok, và mình sẽ hoàn thành cái xe nhanh nhất có thể trong 10 xe nha. Ok. Quốc gia và vùng dừng lại Việt Nam thôi. Ở đang Việt Nam mà ta. Ok nha mọi người. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với tôi. Trước thì mình sao mình xin nhắn lời câu nói cho một chiếc nó có thể tôi và nó khác nhau nha. Và đây sẽ chỉ là bức tranh của mình trước khi mình tôi nói. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy mọi người câu nói và Ok. mọi người sẽ theo dõi mình luôn nha. Let's go. Ok nha mọi người. Tôi được không ạ? No. Tết hết tháng là sắp Tết rồi. Chưa đi làm móng, chưa làm tóc, chưa mua quần áo mới, chưa giảm cân. Trời ơi, cái cuối thì thôi. Hả? Không làm được đâu. Ai là người nhồi nhét ăn cơm mỗi ngày vậy? Một cho em ăn À, rất linh tinh như à, vậy. thôi nhiều nhất thêm trà sữa. Mình À, gọi hàng cứu mình với à. không? Mình sắp chết đến nơi. Làm nào để giảm cân nhanh? Chiêu tập thể dục người là lười lắm chứ không đâu. Ý là thằng thì ghét này, thì ghét mai nó cân lên xong mình làm mình ăn theo. Chả liên quan. Thằng ấy em muốn nhìn nó hoặc là em đi nấu cho nó ăn một mình á. Ok rồi, nó có bắt em phải ăn cùng ấy. Ok nha mọi người tô được không ạ? Ok. Ai muốn trà sữa uống mãi giờ để ý. À, sáng em uống luôn mà. À, Thằng vô à. tới anh ở đây. Sáng tới dậy sớm mà định đi làm mà thôi làm chiêu chiêu gánh chiều. Ok nha mọi người. Mời tôi được không ạ? No, đây là bức tranh của mình khi mình đã tô mình rửa ra mình sẽ hoàn thiện nốt rửa lại cho mọi người xem kết quả video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Nhưng mà các trai thường đến Tết sẽ làm những gì? Sẽ chuẩn bị Uống những gì? rượu.
Là xem đăng ký kênh của mình nha. Bye bye. Tạm biệt tất cả mọi người. Con gái thì thường đi Bye làm tóc bye. được. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu. Anh cần mê tiền nha. Một năm rồi chưa làm móng. Đấy, và để đỡ mất nhiều thời gian, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô lông bức tranh này nha. Ôi là không làm gì cũng được cái quái đầu tốn tiền rồi. Xin sao em cũng một năm rồi chưa làm móng luôn. Làm cũng dùng được lâu đâu, một tiếng ngắn. Mấy tháng, hai tháng, một tháng, một tháng. Nhiều anh tới hay làm móng rồi anh không ạ? Đúng ạ. Tất nhiên rồi, con gà ai thì chưa, con gà đến Tết ai phải đi làm bóng nhiều. Tất nhiên rồi, con gái như ai. Gà chỉ để cào mặt nhau chứ gà quay. Gà chẳng hạn như chủ yếu cào mặt thịt đúng không? Ok nha mọi người. Nó không được chụp vào đây. Hả? No. Ok. Ok nha mọi người. Ủa cái gì đấy? Nhà phát triển thực đơn. Các combo cực mới đừng bỏ lỡ. Ui, tớ thèm bánh quấn đi nhỉ. Thèm nhỉ. Tớ biết cũng có bánh quấn ngon ở Đội Cấn. Đằng trong Hạ Đình cũng có quà bánh quấn ngon. Bánh quấn trong Hạ Đình ngon. Mỗi tờ hơi đắt. Cái gì mà mình quần nó khổ xít tận giường nhỉ? Chỉ việc nằm nhà và đặt. Rồi, ai rồi. Rồi. Nhân bái cho anh em có nhu. Ok. Ok nha mọi người ơi, mọi người tôi đi ạ. Mấy điểm. Mấy con này cứ đến gần là nó không bắn vậy. Giờ này lại đang hot bún à nhầm Mori và Eri. Bản đầy thật. Đây. Đây lướt Facebook toàn thấy này hay được đấy. À, không anh không không phải link gì đâu anh. No. Thế sao các anh chưa Tinder rồi chưa? Uầy, đi nữa Tinder thì bạn đời. Sao tìm đi nữa má. Sao
Không, rủ Thịnh chơi, rủ Thịnh cùng bạn No. đời. Làm không cho Thịnh chơi biết đâu được. Em muốn xin chào mọi người đã quay trở lại Mọi người với tốt đi kênh ạ. của mình nha. Lần Ây này dồi. thì gửi đến mọi người tô màu cho một con mèo và một cái máy cho mọi người. Cố gắng để cho bọn xanh trước khi mình tô màu nha. Nếu Cái mà gì bọn ạ? xanh muốn mọi người tô màu cho mình thì hãy theo dõi mình nhé. Tôi xuống tuổi. Tự dưng cả Tinder về xong rồi dùng Tinder thấy người yêu mình ở trên đấy nhỉ. Ha, Bãi à. cướp, bãi cướp luôn đấy. Rất toàn bọn 19, 20 tuổi nghe nhìn bịp đấy. Đây đây. Mình sẽ không phải eyeliner để mà cố Một lên tháng nha. 189.000. Cút cút cút. Ok nha mọi người. Là cố lên mắt thì mình sẽ tô màu xanh nha. Ủa mất tiền đấy. Tiếp theo là tô con mắt để vào màu đen. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Mọi người có tô được không ạ? Ok. Sạc ổn cho anh Đức. Chắc chưa luôn. Anh sửa sạc cho anh Đức. Sửa Vâng. bị nào được. Hai. Ok nha mọi Người. Mọi người có Ok tô mọi được không ạ? người. Chuẩn bị với nhau đi mỗi qua. Ok. Còn hai lọ sáp lâu dày nữa chỉ cần lâu là sạch không cần đặt. Ok mọi người tốt được không ạ? Sao này mình ngủ của đi. Tìm gái à? Không, cái gú gì tầm này? Kiêng. Ui, nhìn ngon vậy. Mình làm một đĩa này. Ok mọi người. Xin chỉ một bát, xin một bát. Bỏ cho 150.000 đặt thế. Ok nha mọi người. Ok. Ok mọi người. Ô dữ vậy sao? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi, mọi người Đây là bức tranh của mình, sau đây mình tô sẽ làm theo mình một nha. video. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sau mình sẽ xây kết quả của video lên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ừ. Đây, Ủa, ngon nhỉ.
Ok. Tôi nên gì anh đưa rồi. Tôi hảo vậy. Thích luôn. Thịt trâu. Đổi con vật đi anh. Ơ, cô ăn cả quả. Và mình sẽ vào tập Đây bên chỉ trên là nhé, có đậu thể cho hũ. mọi người xem nha. Và bây giờ mình đến tung này là tất cả mọi người những bên tiếp theo mọi live trên thì kênh của mình nhé. Bye bye.